Thưa quý vị, lễ hội du lịch Thác Bản Dốc là sự kiện được tổ chức thường niên để giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch vùng đất con người Cao Bằng đến du khách bạn bè trong nước và quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Ban Quản lý khu du lịch Thác Bản Dốc không thu phí đối với du khách tham gia lễ hội du lịch Thác Bản Dốc năm 2023 từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10. Màn đồng diễn hát then đàn tính có số lượng người tham gia lên đến 1.000 người. Đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội với nhiều tiết mục văn nghệ, âm thanh, ánh sáng là những điểm nhấn trong lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023, được kỳ vọng tạo cú hích phát triển du lịch cho Cao Bằng với mục tiêu đón 1,8 triệu khách du lịch trong năm nay và 3 triệu khách năm 2025. Về thu hút đầu tư thì đối với tỉnh Cao Bằng chúng tôi trong năm 2022 vừa qua đã ban hành cái quyết định, trong đó có 102 cái danh mục dự án đầu tư, thu hút đầu tư nói chung. Và trong đó có rất nhiều dự án thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Và chúng tôi khẳng định rằng với cái tiềm năng sẵn có của tỉnh Cao Bằng sẽ mời gọi được các nhà đầu tư quan tâm và đầu tư đối với tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, nên sự lúng túng thể hiện trong nhiều khâu tổ chức đã khiến cho kỳ vọng của không ít du khách từ xa đến phần nào không còn nguyên vẹn. Theo tôi nghĩ thì có những cái mặt hạn chế hiện nay, tức là về cái mặt cơ sở hạ tầng, những cái phục vụ cho cái du khách khi mà tới các cái địa điểm du lịch tại Cao Bằng thì chúng ta cũng sẽ nên tăng cường, cải thiện, xây dựng thêm những cái cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt cho du khách khi mà tới Cao Bằng. Củng cố thêm về mặt quảng bá về hình ảnh nhé. Tại vì là cháu thấy nhiều người đến đây là kiểu đến Cao Bằng mới biết là có lễ hội, chứ nếu như mà thực sự là tìm kiếm thông tin ở trên mạng thì cũng khá là ít. Và hầu như là về hình ảnh là sẽ rất là mập mờ, hoặc là hình ảnh cũ của nhiều năm trước. Cháu đã có may mắn được phỏng vấn một anh chị nước ngoài dưới danh nghĩa là học sinh của báo chí ạ. Thì anh chị cũng có bảo là mọi người đến đây cũng cảm thấy lễ hội hơi nhạt nhòa, và đến đây cũng chỉ vì thác nước thôi. Nên là cháu cũng nghĩ là mọi người nên có một chút gì đấy gọi là nâng cấp hơn. Đầu tư còn manh mún nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng, đó chính là điểm nghẽn của du lịch Cao Bằng. Bởi đầu tư vào du lịch không chỉ có tiền mà còn là kiến thức, khi đó tiềm năng mới có cơ may biến thành hiện thực. Thưa quý vị, ở cuối phần tin trong nước tối nay là thông tin cập nhật kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19 đang diễn ra tại Trung Quốc. Diễn biến quan trọng nhất của ngày thi đấu hôm nay là trận chung kết cầu mây nội dung đội tuyển ba nữ và trận tranh huy chương đồng bóng chuyền nữ. Đối thủ của Việt Nam ở cả hai trận đấu tâm điểm này đều là Thái Lan. Được nhận định là yếu hơn đối thủ, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã không thể giành thêm huy chương vàng vào ngày thi đấu áp chót khi để thua 0-2 tại trận chung kết. Tương tự với bóng chuyền nữ, các cô gái của chúng ta dù đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể vượt qua Thái Lan và chịu thua với tỷ số 0-3 trong trận tranh huy chương đồng. Trong ngày hôm nay, một số môn như cờ vua, cờ tướng, vật, karate, jiu-jitsu tiếp tục thi đấu các nội dung. Trong đó, karate và cờ tướng, mỗi môn mang về thêm một tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam. Như vậy, tính đến 20 giờ ngày hôm nay, Việt Nam đang có 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.